Hello mọi người nha. Cho xem bộ đầu dâu chị ơi. Dạ rồi, ok, mọi người chia sẻ bài lên giùm em nè. Ai đang xem chia sẻ bài lên giùm em nha. Bộ dâu này 115k nha chị ơi. Em có màu xanh với lại màu hồng nè. Cái này 115k giùm em. 115k giùm em nha. Quần có túi đuổi xốp á. Rồi cái này 95k giùm em nha. Cái này 95k giùm em. Em có màu vàng nè, màu xanh với lại màu nu nha. Vàng xanh nu 95k. Ai lấy dâu chốt dâu. Ai lấy mã nào chốt mã đó giùm em. Rồi mọi người chia sẻ bài lên giùm em nha. Chia sẻ chấm bài giùm em nè. Em lên đồ pyjama cho mấy chị nè. Pyjama đùi. Ok, em kêu một pyjama đùi giùm em. Đây, form này dưới 57, 58 kg mặc vừa giùm em nha mấy chị. Pyjama đùi giùm em nè. Ở đây nó phối ren giùm em nha. Hàng chị em đóng rồi xíu nữa shipper vô lấy. Rồi đây, lấy xanh, chốt xanh giùm em nè. 35k một bộ giùm em nha mấy chị ơi. Dưới 57, 58 kg mặc vừa giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh nè. Màu xanh, màu đỏ nè, màu xanh, màu xanh gì ta, màu xanh lá chuối, màu hồng nè, màu đen, pyjama phi lụa nha mấy chị, màu cam, màu vàng, màu hồng sen với lại màu đỏ nha mấy chị, với lại màu đỏ giùm em nè. Rồi ai lấy pyjama chốt pyjama giùm em. 35k một bộ. Barbie doll tay dài. Barbie doll tay dài gì? Là gì? Chị nói gì không hiểu gì hết. Chị ơi, chốt rồi nhớ bán em nghe. Ok. Rồi bộ này 35k nha mấy chị ơi, chia sẻ bài lên giùm em nha. 35k giùm em nè. Ai lấy bộ chốt bộ 35. Bộ 35 giùm em nha. Ai lấy bộ chốt bộ giùm em nè. 35k. Pyjama đùi 35 giùm em nha. Phơm này dưới 57-58 kg mặc vừa giùm em. Phơm dưới 57-58 kg mặc vừa giùm em nha. Pyjama đùi 35. 35k nè. Rồi ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha. Trần da hăng cam nè. Mọi người chia sẻ lên tương tác giùm em like nha. Còn không em off nha mấy chị ơi. Tại hứa với mọi người nên em lên á. Trần da hăng nè. 35k nè. Xanh Trần da hăng nè. Rồi ai lấy pyjama nè, chốt pyjama giùm em. 35. Màu xanh, màu đỏ nè, màu hồng nè, màu đen, màu vàng. Cái này màu đỏ tươi nha mấy chị, màu đỏ tươi nha. Màu hồng sen nè. Rồi màu xanh, màu đỏ đô. Màu đỏ đô giùm em. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đỏ giùm em nha. Cái màu đỏ tươi với lại màu đỏ đô. Gia Hân lấy màu gì? Gia Hân lấy màu gì? Đỏ tươi với đỏ đô nè. Đỏ tươi với đỏ đô nha. 35k một bộ. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi ai lấy bộ chốt bộ giùm em nha. Ai lấy bộ chốt bộ. Buổi tối cái màu em bật bóng đèn nó hơi chói xíu nha mấy chị. Ở màu ở ngoài nó không có bị chói như vậy nha. Đây này cho, đó đứng xa mấy chị thấy không? Ở ngoài nó không có chói nha. Tại vì bóng đèn nó bị chói sao á. Đỏ tươi ok da hơn nè. Bộ tiểu thư 62kg vừa không? Chị Trần Bích Trâm. Chị cao mét bao nhiêu á? Rồi lấy bộ nữa chút, bộ 35 pyjama đùi nha. 35k nè. Đỏ tươi chơi. Da hăng nè. Rồi ai lấy nữa thì chốt. Đồ sau lưng như chị, mẫu nào? Chị hỏi bên nào? Rồi lấy pyjama nữa chốt pyjama, chia sẻ chấm bài lên giùm em mọi người ơi. Có áo khoác nè, tối nay có áo khoác nè. 1m58. Chị Trần Bích Trâm chị vừa hàng này nha.
Hàng đuổi xốp là chị vừa nha. Hàng đuổi xốp chị vừa. Hàng đuổi xốp mẫu này 95 nè, còn bên đây 115k dùm em nha. Hàng đuổi xốp là chị vừa. Rồi quần legging chị nào lấy nữa thì chốt nè. À không, quần legging em lên mẫu mới cho. Lên mẫu mới cho mấy chị nè. Chắc hơi bị phê luôn nha mấy chị. Hàng bọc tiện tò luôn. Quần legging này mấy chị ơi, rất là dày dặn luôn. Quần có túi dùm em nha. Co giãn thoải mái. Ra lấy quần chốt quần 35k một quần dùm em. Quần dài nha mấy chị ơi, quần ôm luôn. Đó, 35k dùm em. Chị nào lấy chốt quần nha, quần 35. Quần 35 dùm em sọc đỏ nè. Ai lấy sọc đỏ chốt sọc đỏ. Chị Ngô Thảo chị hỏi cái gì em không hiểu. Em đọc em không hiểu. Rồi đây sọc, sọc trắng dùm em nha. Sọc đỏ sọc trắng 35k dùm em nha. Có quần ống rộng nha chị ơi. Rồi lấy thì chốt dùm em nha. Quần có túi nè mấy chị. Phơm này dưới 60kg mặc vừa luôn dùm em. Chất co giãn thoải mái luôn nha mấy chị. Chất co giãn nào, quần rất là dày luôn. Quần dày nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy quần legging chốt quần legging dùm em 35. Sọc đỏ với lại sọc trắng nha. Sọc đỏ với sọc trắng 35k. Chị vừa lấy đỏ cho em nha là sao? Chị Ngô Thảo hỏi gì em đọc em không hiểu. Rồi ai lấy quần legging chốt quần legging dùm em nha mấy chị ơi. Sọc đỏ với sọc trắng. Cái này form này dưới 60kg mặc vừa nha. Form dưới 60kg mặc vừa dùm em. Sọc trắng nè, chị nào lấy sọc trắng chốt sọc trắng giùm em. 35k một quần. Quần legging. Rồi ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha. 35. 35 35. Giùm em nha, quần legging nha mấy chị. Ai lấy quần chốt quần giùm em 35 nè. Bộ Babydoll đùi tay dài còn không chế? À còn, chị vừa. Chị Ngô Thảo vừa nha, đã nói là chị mặc đồ bên em vừa hết. Rồi bộ ngủ beo này em còn không bộ này mấy chị ơi. À không, bộ tiểu thư. Trời tưởng đâu. Bộ sexy. Bộ tiểu thư beo em còn một bộ này 35k. Chị nào lấy beo chốt beo. Beo 35 giùm em nè. À lấy beo chốt beo dễ thương lắm. Form này dưới 60kg mặc vừa luôn giùm em. Beo 35. Hello chị Hồng Nga nè. Rồi beo 35k giùm em. Mấy chị em lên lại pyjama cho mấy chị mới vô nè. Chưa nhận nhận em ơi, chị chưa có chốt cho em nữa. Đây lên lại pyjama cho mọi người nè. Form này dưới 57-58kg mặc vừa dùm em. 35k một bộ nha. Cao Hiền Trân lên số điện thoại dùm em. Pyjama nè mấy chị ơi. Pyjama đùi. Ở đây nó có túi này, nó có phối ren dùm em nha. Đó. Đẹp lắm, pyjama đùi dùm em nha. Rồi ai lấy chốt vàng. Vàng 35k pyjama đùi nha mấy chị ơi. Vàng 35 nè. Vàng 35. Vàng đỏ đô nè. Hồng sen nè. Màu đen nè. Màu hồng phấn. Màu xanh nước biển nè. 35k. Đó, ai lấy thì chốt dùm em 35. Màu nu. Màu nu. Màu nu nữa nha, 35 dùm em. Pyjama 35k nè. Rồi lấy pyjama, chốt pyjama. Có màu cam nữa nha mấy chị ơi. Có màu cam nữa. Màu cam, màu xanh lá. Với lại màu xanh, xanh bích. Đùi vàng đen đỏ nô. Chị Cao Hiền Trân nè. Cảm ơn chị Điểm Minh nha. Cao Hiền Trân. Lấy sĩ hay lấy lẻ tình yêu ơi. Đùi vàng đen đỏ nâu. Vàng. Vàng nè. Đen đỏ nâu 4 bộ nè. Rồi lấy màu nào nữa lên màu đỏ giùm em. Nhận em lấy đen. Rồi ok tình yêu nè. Còn đủ màu luôn nha mấy chị. 35k thôi, quá rẻ luôn. Đen cho nhận em. Rồi hồng sen, hồng phấn.
với lại xanh nước biển. Đỏ đô cho nhận em nè. Rồi em còn màu đỏ tươi nha. Em còn màu đỏ tươi nè. Màu xanh bích nè. Màu cam. Màu nâu. Màu xanh lá. Rồi màu vàng. Màu hồng phấn. 35k. Nhận em nè. Rồi ai lấy màu nào nè, chốt màu đó giùm em. Pyjama đùi. Hôm bữa giao lộn màu cho em rồi. Chị Phạm Thanh Tòng. Giao màu gì á, giao cái gì á chị? Có quần ngố không chị? Dạ không rồi. Quần ngố em không có bán luôn á. Em có quần legging thôi nha. Rồi mọi người chia sẻ bài lên. Cao Hiền Trân xanh bích. Mọi người chia sẻ bài lên giùm em đi. Em bán quần legging cho mấy chị 50k hai quần. Cao Hiền Trân nè. Có áo khoác rồi nè mấy chị ơi. Có áo khoác rồi nha. Sáng giờ mấy bà hỏi áo khoác quá trời. Bộ sao nhiêu vậy? Bộ này đúng không? Bộ lụa hàng 60k một bộ giùm em. Em có màu vàng, màu hồng với lại màu xanh, vàng hồng xanh 60. Lụa hàng nha, phân từ 40kg tới 55kg mặc vừa. Rồi bộ này 60k luôn giùm em. Em còn màu hồng. Màu hồng với lại màu cam nha. Phân từ 40kg tới 60kg mặc vừa. Tay dài quần dài. Tay dài quần dài giùm em nha. Áo vuông giấy đi chị. Rồi đợi chị xíu. Ủa sáng em chưa có lấy áo vuông giấy hả? Rồi mọi người chia sẻ bài lên giùm em để em bán quần này. Sỉ là mấy bộ sỉ? Sỉ từ 30 sản phẩm giùm em. Rồi quần legging giùm em. Chia sẻ bài áp dụng cho chị nào chia sẻ bài nha. Rồi 50k hai quần. Mấy bà tự nhiên cái offline mấy bà chốt là em không có chịu đâu. Em chỉ bán trên live, em lấy tương tác thôi nha mấy chị ơi. Chứ không xuống live là em bán giá 35 á. Thành ra chị nào tương tác chia sẻ bài giùm em thì mọi người em bán cho mấy chị giá 50k hai quần nha. Bộ ngố 95k á. Em đặt màu nâu da màu đen. Ủa chị đặt màu nâu hả? Chết rồi, vậy em nhầm với ai hả? Tại vì có hai người đặt. Vậy thôi chị gửi lại em đi. Rồi đây chị nào lấy quần chốt quần giùm em nha. Ai lấy quần chốt quần giùm em nè. Chia sẻ bài áp dụng cho chị nào chia sẻ bài nha. Quần hơi bị đẹp luôn mấy chị. Đẹp lắm. Theo Adidas 50k hai quần. 50, còn chị nào mua lẻ thì 35 ngàn. Không chia sẻ thì 35 giùm em. Không chia sẻ thì 35 giùm em nha. Đây em lên màu pyjama màu cam cho mấy chị coi. Pyjama nè, màu cam nè. Có sỉ quần không? Dạ có nha. Sỉ 30. Rồi đây mấy chị ơi, pyjama nè. Đây, ở trong nó hơi bị chóe. Áp dụng cho chị nào chia sẻ like nha. Còn mấy chị không chia sẻ thì mấy chị muốn mua giá 35 thì comment mã số 35 giùm em nha. Rồi bộ này có tem mát đầy đủ luôn nè. Về mấy chị bán shop thôi, hồi bán shop luôn. 35k một bộ nha, màu cam nè. Ai lấy cam chốt cam 35. Cam 35k giùm em nha. Cam 35k giùm em nè. Ai lấy cam chốt cam. Màu cam nè. Rồi còn ít nha, chị nào nhanh tay thì hốt nha. Còn ít nè. Màu cam, màu nâu nè, màu xanh nè. Màu vàng. Màu hồng. Màu đỏ. Màu xanh nước biển với lại màu hồng sen. Rồi 35k. 35k giùm em. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. 35. Còn hai cái nha. Chị Nguyễn Soan rồi em thấy đây nè. Nguyễn Soan 35. Rồi đây ai lấy chốt giùm em 25 chứ quên. 25 này. Màu nu cho Thúy Nga. Thúy Nga lên số điện thoại giùm em với. Thúy Nga lên số điện thoại giùm em nè. 35k. Em xem đầm bông đỏ chị. Rồi rồi đợi em xíu nha. Cho em xem mấy bộ phía sau rồi. Đợi em xíu để em chốt cái này xong rồi. Đỏ nè. Đỏ cho NT Mỹ Duyên nè. Hết hết nu rồi nha em yêu ơi. 35. Có áo khoác dù không? Áo khoác dù chỉ còn có 1 cái thôi à. Trời ơi khổ ghê luôn, em đã nói từ nãy giờ. Em chỉ bán lấy tương tác trên like, chị nào chia sẻ like cho em. Chia sẻ like cho em thì em bán giá 50k trên hai quần. Còn mấy chị offline thì em vẫn bán giá 30, sỉ 30, lẻ 35 nha. Cho bộ xanh lá cho Yến Nhi, mọi người hiểu không vậy? Mấy chị hiểu không? Chị nào hiện lên người chia sẻ thì em sẽ bán giá 50k hai quần. Ok chưa?
Nhi nè. Mắc công lại trách móc em, ủa tại sao vậy nữa. Mọi người hiểu không? Trời ơi, chơi phải có chịu chứ. Cơm chưa mà kiếm tiền sớm thế nàng. Chưa ăn cơm, em làm hàng từ hồi trưa tới bây giờ luôn á. Hay là em vô em nhảy vô live, em chưa ăn uống gì luôn á. Ok chị Thúy Nga nè, giờ còn ngủ sexy nha. Cao Hiền Trân, hình như 6 bộ á tình yêu ơi. Có chia sẻ chị Nguyễn Soan chia sẻ cho nên mới chốt cho chị Nguyễn Soan á. Rồi, qua mẫu nha, qua mẫu nha mấy chị ơi. Trời ơi, em bán lấy tương tác mà. Mọi người chia sẻ thì em bán giá mấy chị 50k hai quần. Còn chị nào không chia sẻ thì mọi người comment là quần 35k. Đối với những người nào hiện là người chia sẻ thì em mới bán giá 50k hai quần nha. Đó, giống như mấy bạn đã chia sẻ rồi đó, nó hiện lên đó. Dài tay sau bao nhiêu? 60k nha bé Trinh ơi. Hello Suri nè, còn ngủ sexy nha. Đây đầm hoa đỏ nè, đầm hoa đỏ em còn một, còn có một cái thôi nè mấy chị. 95k giùm em, ai lấy hoa đỏ chốt hoa đỏ giùm em. Hoa đỏ giùm em nha. Chị nào lấy hoa đỏ chốt hoa đỏ 95. Còn một cái duy nhất. Bộ này 60k giùm em, tay ngắn tay dài gì 60 hết á. Bộ lụa hàng giùm em nha. Tay dài này màu hồng với lại màu cam. Màu hồng với lại màu cam, chị nào lấy thì chốt giùm em. Tay dài comment màu giùm em nha. Màu hồng màu cam 60k. Rồi cái này tay ngắn giùm em nha mấy chị ơi. Tay ngắn em có màu vàng nè, màu hồng với lại màu xanh nha. 60k một bộ pyjama á. Rồi qua mẫu giùm em nha mấy chị. Qua mẫu giùm em nè. Hàng thun giấy em còn có 3 cái này, chị nào lấy thì chốt giùm em. Còn đúng 3 cái nữa hết rồi nè. Hồi chưa chị nào chưa chốt được thì bây giờ chốt. Đây, thun giấy giùm em nha. Thun giấy giùm em 39k. Hàng vạt bầu, phía trước là vạt bầu nha. Cái này xẻ tà giùm em nha mấy chị ơi. Đó, phơm này dưới 60kg mặc vừa. Cho em có màu xám, màu đen, màu trắng. Xám, đen, trắng nha mấy chị ơi. Xám, đen, trắng giùm em 39k. Còn 3 cái nha mấy chị. Đó, lấy thì chốt giùm em. Mã số 39 cầm bên màu giùm em nha. Tay dài màu cam, tay ngắn màu vàng. Thúy Nga nè. Tay dài màu cam, tay ngắn màu vàng. Tay dài em còn một bộ màu vàng nữa nha mấy chị. Thúy Nga 60. Tay ngắn màu vàng nè. Hồng dài, xanh ngắn. Nguyễn Thị Hoa. Hồng dài. Ok nè, vô anh móc địa chỉ giùm em nha. Nguyễn Thị Hoa 60. Hồng dài, xanh ngắn. Rồi hết xanh ngắn nha mấy chị ơi. Hết xanh ngắn nha. Có quần dài nha chị, có quần dài nha. Nguyễn Thị Hoa nè, 60. Vô anh móc địa chỉ liền giùm em nè. À, lấy xám, Phạm Thanh Tòng lấy xám. Phạm Thanh Tòng 39k nè. Cho hỏi bộ bao nhiêu? Dạ 60 nha chị Huyền Ái ơi. Đồ bộ dài tay bao nhiêu? 60 luôn nha, tay ngắn tay dài vậy 60 hết á. Thúy Nga tay dài màu vàng để em luôn đúng không? Màu vàng nè. Thúy Nga nè. Rồi hết. Hết vàng nha. Rồi em còn màu cam. Còn màu cam nha, còn màu cam với màu hồng nha mấy chị. Dễ thương lắm. 60k một bộ thôi. Bộ dao cạnh bao nhiêu? Dạ bộ này. Bộ này hàng bán shop giùm em nha mấy chị. Cái này có túi giùm em, cái này 115k giùm em. Chị nào lấy xanh chốt xanh 115. Màu xanh với lại màu hồng 115k giùm em nha. Xanh với hồng giùm em. Rồi bộ này 95k. Bộ này 95k giùm em nha. Ai lấy vàng chốt vàng 95 nè. Vàng xanh nâu. Vàng xanh nâu 95k giùm em nha. Vàng xanh nâu 95. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Chị Ngọc Phan lấy tay dài màu hồng. Rồi hết. Hết tay dài hồng nha. Ngọc Phan lên số điện thoại giùm em nè. Cho xem bộ dâu nha chị. Đó, bộ dâu mới lên đó. Mà hai túi phía trước không chị? Bộ nào ta? Bạn đuổi hai túi phía trước. Ở đó, bộ đuổi đó có hai túi mà.
Bộ đũa này là có hai túi phía trước hết á. Mấy bộ đũa là hai túi phía trước hết nha. Đây lấy áo 39 rồi, chốt áo 39 em qua mẫu nè. Mọi người chia sẻ bài lên giùm em để em lên hàng áo khoác cho mấy chị, áo khoác rẻ. Thúy Nhu My lấy vàng. Vàng dâu hả tình yêu ơi? Vàng dâu đúng không? Vàng dâu nè. Thúy Nhu My nè. Đúng không? Bộ vàng dâu phải không? 95. Tay dài cam, tay ngắn hồng, Thúy Nhu My nè. Tay dài màu cam. Dạ chưa nha chị ơi. 60 nè, tay ngắn màu hồng. Hai túi áo á chị. Hai túi áo là bộ tay ngắn màu hồng. Hai túi áo là bộ màu cà rốt. Ờ chị biết rồi, bộ cà rốt cho em đặt bộ màu hồng ạ. À, chị Huyền Ái bộ hồng, bộ trái dâu màu hồng 95 hả? Phải thì lên giùm em mã số 95 cầm minh màu giùm em nha, mấy chị nói vậy em bó tay luôn á. Mã 95 cầm minh màu giùm em nha. Rồi áo cổ vuông nè, tay dài giùm em. Áo cổ vuông tay dài 39k. Em có màu nu này, chị nào lấy nu chốt nu. Về đồ lam rồi nha chị. Màu nu, màu xanh, màu trắng với lại màu đen nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em áo cổ vuông nha mấy chị ơi. Áo cổ vuông giùm em. Ai lấy áo cổ vuông chốt áo cổ vuông. 39k nè. Nu 39 cho Thủy Tiên nè. À, Huyền Ái. Dạ bộ hồng. Lại 60 em còn màu cam nè. Tay dài màu cam. Tay ngắn còn. Tay ngắn còn mà. Thủy Tiên nu nè. Thủy Tiên 39 nè. Áo xanh cho Kim Chi nè. Tôi đã bộ cà rốt em không nhớ là còn không nữa. Đợi em xíu coi thử nha. Không biết còn bộ cà rốt không. Ơi. Không biết bộ này có túi không nữa. Áo tay dài đen 39 cho chị Huy Lung nè. Xanh cho Phạm Thanh Tàu. Rồi em còn đen trắng, ai lấy thì chốt giùm em. Phạm Thanh Tàu nè. Còn đen trắng 39k đen trắng. Hết bộ cà rốt rồi mọi người ơi. Để vài bữa nữa đi nha. Hết sạch rồi. Không biết bộ này có túi không. Mấy chị lấy mẫu này không? Đuổi xốp nè. Dễ thương này mấy chị. Mẫu mới mới về nè. Cái này đuổi xốp giùm em nha. Chất đẹp luôn. Quần có túi giùm em nha mấy chị. Quần bo ống nè. Form này dưới á. Dưới 5758 ký mặc vừa giùm em nha. Dưới 5758 ký mặc vừa giùm em nè. Đây tay bo như vậy. Quá đẹp luôn. Rồi bộ này 95k giùm em. Em có màu màu đỏ nè, màu vàng nè, màu xanh ngọc, màu hồng với lại màu tím. Màu tím. Rồi ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha. Đồ lam về rồi nha chị ơi, đồ lam về rồi. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Để em like mẫu mới, cứ like lại mẫu cũ hoài. Chưa giờ mấy bà. Chưa giờ em like rồi đó. Giờ like lại mẫu cũ mấy bà đi ra hết. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Để cuối like em like, em quay lại cho. Cuối like em quay lại đồ lam cho. Quần đùi thể thao nè. Ai lấy đùi thể thao nè. Đùi thể thao giùm em nha. Hàng thiêu chữ nai nè. 35k một quần. 35k một quần giùm em nha. Đùi thể thao giùm em. Dễ thương lắm. Form dưới 55kg mặc vừa giùm em nha mấy chị. Em có màu à.
màu nâu nè, màu vàng, màu hồng, màu đen, 35k một quần nha. Chị nào lấy quần chốt quần. Ai lấy quần chốt quần. À, Thúy Nhu mày lấy đỏ. Đỏ 95 nè. Có set Barbie doll nha. Rồi ai lấy quần thể thao chốt quần thể thao giùm em. Đây bộ Barbie doll hồi chưa. Không biết sắp ở đâu rồi. Đây bộ Barbie doll hồi chưa nè. 60k nha. Em còn 3 bộ nữa hết rồi. Có set thể thao nào không? Có nha. Đây bộ Barbie doll nè. Tay dài. Đây ai lấy bộ này chốt giùm em. Phơm này dưới 60kg mặc vừa giùm em nha. Phơm dưới 60kg mặc vừa giùm em. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Em còn màu đỏ với lại màu hồng. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun nha. Quần có túi. Quần có túi giùm em nha mấy chị. Rồi 60k màu đỏ nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ 60. Đỏ 60 giùm em nha. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ với hồng. Đỏ với hồng nha mấy chị ơi. 60k. 95k đỏ cho Dương Thị Hồng Nga nè. Ngô Thảo lấy đỏ nè. Ngô Thảo 60 nè. Hồng cho Thu Ngân. Cho em còn một đỏ nữa. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em nha. Thu Ngân nè. Rồi không ai lấy quần thể thao à. Quần thể thao 35k giùm em. Ai lấy quần thể thao chốt quần thể thao nha mấy chị. Ai lấy quần thể thao chốt quần thể thao giùm em. 35. Quần 35k giùm em nha. Màu nâu, màu vàng, màu hồng, màu đen. Ngô Thảo chốt rồi. Phạm Thanh Đồng lấy đỏ nè. Ngắn chị. Rồi ai lấy quần thể thao chốt quần thể thao giùm em nha. Xíu nữa em lên áo thun luôn cho mấy chị nè. Anh tiếc một ri quần nè. Đây bộ tiểu thư nè. Hồi nãy em tính mặt. Tính mặt này mà sợ mặt lên cái hết hàng không có đủ hàng chia. Có xét thể thao nha. Đây bộ pyjama. Pyjama tiểu thư tay ngắn giùm em nha mọi người. Pyjama tiểu thư tay ngắn giùm em nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ. Xinh lắm á chị ơi. Đây mấy chị coi cái cổ nè. Cái cổ ren bèo như vậy nha. Vải lụa hàng giùm em nha. Vải lụa hàng giùm em. Rồi chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Phơm từ 40kg đến 60kg mặc vừa màu đỏ nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ. 60k một bộ. Màu hồng nè. Màu hồng, màu vàng. Màu hồng sen. Màu xanh. Rồi 60, ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Sọc xin em hết rồi. Xét tệ tha áo khoác kéo họ em hết rồi chị ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Ai lấy pyjama, pyjama tiểu thư chốt giùm em nào. Vải lụa hàng 60k một bộ. Vải lụa hàng 60 nè. Nguyễn Thị Hoa lấy vàng. Phạm Thanh Tòng lấy đỏ nè. Xanh cho Thúy Nga. Thúy Nhu My hết xanh rồi. Còn màu hồng sen, màu hồng phấn nè. Màu vàng. Đỏ cho Lê Thị Thùy Trang nè. 60 nè. Rồi để em lên đồ làm cho. Rồi em còn hồng sen, hồng phấn với lại màu vàng. Hồng sen, hồng phấn với vàng nha. Mọi người chốt lại màu giùm em với.
hồng sen, hồng phấn, vàng 60k một bộ. Lụa hàng giùm em. Lụa hàng nha. Trời, màu hồng phấn nè, màu bánh bèo mấy chị ơi, ai bánh bèo lấy nè. Màu bánh bèo. Ai lấy bánh bèo, chú bánh bèo. Trời dễ thương xỉu luôn. Đó, ai lấy hồng phấn, chú hồng phấn giùm em nha. Hồng phấn 60. Hồng phấn 60 giùm em nè. Rồi để chị lên xếp thẻ thao. Rồi ai lấy vàng chốt vàng giùm em. Vàng nè, vàng còn một bộ nha. Chưa nha Nguyễn Thảo ơi. Em like luôn bữa nay rồi, mai em chốt. Đợi em xíu. Rồi mai anh lấy vàng nè. Rồi ai lấy bộ nữa chút bộ. Còn hồng, hồng phấn với lại hồng sen nha mấy chị ơi. Mọi người đợi đợi em xíu nha. Bộ lam. Rồi bộ lam bỏ đâu rồi? Bộ lam em lên sao nha. Không biết chắc ở đâu rồi. Bộ lam lên sao nha. Chị Phương Anh hỏi nào ạ? Rồi rồi để em lên bộ này, em lên bộ sexy cho. Bộ thể thao nè. Quần dài. Phơm này dưới 60kg mặc vừa nha. Vải đẹp nè. Phơm dưới 60kg mặc vừa giùm em. Rồi ai lấy bộ thể thao chốt bộ thể thao giùm em. Chạy viền nè mấy chị. Quần ôm nè. Quá xuất sắc luôn. Rồi ai lấy bộ chốt bộ giùm em. Có màu xanh nè. Bộ này 80k giùm em nha. Màu xanh. Màu cam đất. Hôm nay về hàng 80. Rồi màu đen nè. Màu hồng 80k một bộ. Ai lấy màu nào chốt màu đó giùm em. Hello chị Thùy Trang nè. Ra lấy bộ chốt bộ giùm em nha. 80. Quá đỉnh luôn. Bộ thể thao nha mấy chị. Phơm dưới 60kg mặc vừa. Phơm dưới 60kg mặc vừa giùm em. Ai lấy bộ thể thao chốt bộ thể thao giùm em. Màu xanh, màu cam đất, màu hồng, màu đen. Siêu đỉnh luôn. Ngọc Phan đen và cam đất nè. Xanh cho bé Mai. Xem cam đất. Đây cam đất nè. Đúng rồi. Chắc có tông mà có tông dày nha. Hàng dày dặn lắm luôn. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Màu cam đất còn bộ nè. Ai lấy cam đất chốt cam đất. Phơm dưới 60kg mặc vừa nha. Cam đất nè. Ai lấy cam đất chốt cam đất giùm em.
Đồ, em đổi bộ tiểu thư lấy cam đất được không chị? Cam đất chị thì Trang lấy rồi. Lấy màu khác giùm em đi. Lấy màu vàng. Ô quên, lấy màu hồng. Màu đen, màu xanh. Hồng, đen, xanh giùm em. Đổi thì đổi màu khác giùm em nè. 80k một bộ nha. Ai lấy nữa thì chốt giùm em 80. Phơm với 60kg mặc vừa. À, ai lấy bộ nữa chốt bộ nha. Sao tụt view quá vậy? Đây bộ ngủ sexy giùm em nè. Trời ơi, dễ thương xỉu luôn. Tay ren nha mấy chị ơi. Ren nè. Đó, cưng không? Ở sau nó có bo nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nè. Bộ ngủ sexy 45k một bộ giùm em nha mấy chị. Quần chạy viền ren luôn giùm em. Quần chạy viền ren luôn giùm em nha. À, bộ chị đang mang xem thì đây. Đợi xíu chị lên mẫu bộ mặc cho. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. Bộ ngủ sexy. Bộ ngủ sexy giùm em nha. 45k em có màu nu nè. Màu đen. Màu đen. Màu xanh. Màu xanh nè. Màu hồng. Màu hồng, màu vàng. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu xanh, xanh gì đây trời? Màu xanh rêu á. Màu xanh rêu giùm em nha, màu rêu rêu đen luôn á mấy chị ơi. Xanh rêu. Rồi lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. 45k một bộ. Phạm Thanh Tòng lấy bộ màu xanh đúng không? Đổi gì chị anh bóc giùm em nha. Đen cho chị Hoàng Quỳnh. 45. Nu cho Nguyễn Thị Hoa nè. 45 nè. À, Đinh Thị Kim Thùy đỏ. Bốn mươi lăm. Trần Di nè. Trần Di nu. Trần Di lên số điện thoại giùm em nha. 45k nè. Hết đỏ rồi chị Quỳnh ơi. Hết đỏ rồi. Hết đỏ nha mấy chị ơi. Cho em coi lại đồ ngủ. Hết đỏ rồi. Còn màu hồng, màu vàng, màu xanh rêu. Với lại màu xanh này. Xanh xanh lá. Ai lấy xanh lá chốt xanh lá. 45k một bộ nha. Dễ thương xỉu luôn. Em nói rồi, đồ lam đợi xíu nha chị ơi. Trời em bật, em chất ở đâu nè. Rồi lấy thì chốt giùm em nha. Đợi em xíu đi. Bộ lam không biết chất ở đâu luôn á. Khổ ghê luôn. Hàng về nhiều quá mấy chị thông cảm giùm em đi. Có cái nạm lay đó. Còn thôi xíu nữa rảnh em đăng hình cho nha. Xanh đang cầm cho chị Hi Trang nè. Nguyễn Hoa xanh đen. Nguyễn Thị Hoa nè. Rồi lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Màu hồng với lại màu vàng. Màu hồng này đẹp nè mấy chị. Ôi cái này mẫu khác. Mẫu này có luôn nha. Rồi đợi xíu em like mẫu này cho. Để em like mấy cái màu này cho nó xong luôn đi. Rồi màu vàng nè. Màu vàng. Còn màu vàng với màu hồng. Vàng nè. Ai lấy vàng chốt vàng dễ thương quá. Hết xanh rồi. Hết xanh rồi nha Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo ơi, hết xanh rồi. Chị cho coi lại mấy bộ cọc tay đằng sau. Rồi ok Thủy Tiên nè. Rồi còn màu vàng với lại màu hồng. Còn vàng với hồng giùm em nha. 45k một bộ. À, Thu Ngân lấy hồng. Rồi bộ này. Bộ cặp tay này đúng không? 60k một bộ. Em còn màu vàng với lại màu hồng nha. Vàng với hồng 60 giùm em. Ai lấy màu nào lên màu đó giùm em. Rồi cái mẫu này.
Em lên mẫu này nha. Đây. Cái dây như vậy nha mấy chị, ở sau nó có tăng đưa luôn giùm em. To dạng thoải mái, form từ 40 kg tới 60 kg mặc vừa nha mấy chị. 45k giùm em nha. Chị nào lấy chốt vậy em mã số 2 nè, mã 2 màu hồng. Mã 2 màu hồng giùm em. Ai lấy mã 2 chốt mã 2 giùm em nè. Màu trắng nè, màu tím, màu xanh đen, màu nâu với lại màu xanh bích. Đó, mã số 2 giùm em nha. Chị Nguyên Thảo lấy không? Lấy vàng. Nguyễn Thảo nè. 45. Xem bộ chị mang với rồi đợi xíu nha. Số 2 hồng cho Nguyễn My nè. Nguyễn My. Mọi người nhớ vô inbox giùm em để chốt hàng nha mấy chị ơi. Nguyễn My 45. Nô cho Thu Ngân nè. Số 2. Rồi Nguyễn My hồng tím xanh bích. Tím với lại xanh bích nè, Nguyễn My nè. Nguyễn My lên sáng thoại giùm em nha. Màu tím. Ok Nguyễn My nè. Rồi em còn màu xanh đen, màu trắng với lại màu nâu. Xanh đen trắng nâu. Xanh đen trắng nâu giùm em 45k nha. Rồi em lên áo khoác cho mấy chị nè. Dạ. Rồi đây áo khoác nè, trời ơi bao xịn sò luôn. Nó dày ơi là dày luôn. Em báo giá chị hết hồn. Ok Nguyễn My vô mất địa chỉ giùm em luôn nha tình yêu ơi. Từ từ em. Từ từ nha. Đây áo khoác nè, bao xịn sò luôn. Có tay chống nắng nè mấy chị ơi. Có tay chống nắng nha. Rồi áo khoác 60k. Áo khoác 60 giùm em nha mấy chị ơi. Hàng thiêu luôn giùm em. Bên trong có túi nha mấy chị. Áo khoác này kéo cao luôn á. Bên trong có túi giùm em nha. 60k có nón nha mọi người ơi. Đó hàng thiêu nè. Trời áo dây kéo luôn. Rồi 60 giùm em màu cam. Màu xám nè. Màu xám. Màu hồng. Màu tím. Màu đỏ. Màu đỏ nè. Màu hồng ruốt. Màu hồng ruốt. Màu xanh. Màu xanh rêu nè. Màu vàng. Màu xanh rêu, màu vàng nha. Rồi chị nào lấy màu nào lên màu đó giùm em. Màu à, màu đỏ có rồi đúng không? Rồi ai lấy màu nào lên màu đó giùm em nha. Áo khoác nè, có dây kéo giùm em. Form này dưới 55kg mặc vừa nha mấy chị ơi. Cam, cam, xám, tím, đỏ. Anh tiết nè. 60. Trời nó dày lắm. Cam, xám, tím, đỏ, anh tiết nè. Rồi 60. À, khoác cam tiếp. Cam, tím, ruốt. Cam. Tím, ruốt. Rêu vàng. Thì trang nè. Thì trang. Rồi 60. Inbox rồi nhé bạn. Ok chị Nguyễn My nha. Xanh hết xanh rồi. Hết xanh rồi. Hết riêu rồi. Em còn màu hồng. Màu hồng nè, màu tím, màu cam, màu xám, màu đỏ. Đó còn mấy màu này nha, màu đỏ nè. Xám hết vàng rồi em yêu ơi. Xám cho Thúy Nga. Hết xám luôn nha. Thúy Nga nè. Thúy Nga có. Rồi hết xám rồi nha. Ok chị Mai Lâm, Phạm Thanh Tòng lấy hồng. Rồi còn màu ruốt. Màu ruốt, màu đỏ, màu cam em mặc nha, ruốt đỏ cam. Ruốt đỏ cam nha mấy chị ơi. Hết xám rồi em ơi.
ruốc đỏ cam nha mấy chị, hết rồi. Bên trong có túi nha, bên trong có túi, hàng thiêu kéo cao luôn á, hàng rất là dày luôn. Rồi màu cam, màu ti, màu ruốc với lại màu màu đỏ, cam ruốc đỏ. Rồi em lên mẫu sọc cho mấy chị nè, có mẫu sọc nữa nha, hết xanh rồi em ơi, hết hồng. Dán lửng hết, dán lửng chưa có về nha, dán lửng mọi người ráng đợi mai mốt là em có. Rồi màu đỏ, màu ruốc với lại màu cam nha. Rồi màu em lên mẫu sọc nè, sọc caro, sọc caro nè, trời ơi vải mát quá. Form này dưới 5758 ký mặt, dưới 60 ký mặt vừa luôn. Caro nha, cho chị những chị nào thích caro nè. Bên trong có túi luôn nha mấy chị. Nguyễn Bảo Ngọc lấy ruốc ok nè. Dạ rồi ok chị nha. Rồi lấy chốt giùm em không biết em để đồ lam ở đâu nữa. Rồi lấy caro, chốt caro. Caro nè. Nguyễn Bảo Ngọc lấy cam. Ủa ruốc cho Nguyễn Bảo Ngọc chứ quên. Nhận em lấy cam nè. Nhận em cam đúng không? Nhận em 60. Bé Mai lấy đỏ. Rồi caro 60 nha. Ai lấy caro chốt caro giùm em. Caro, caro màu à, sọc xanh đi. Ai lấy sọc xanh chốt sọc xanh giùm em nha. Caro sọc xanh nè, sọc đỏ nè, cái này sọc vàng đi mấy chị. Sọc vàng, sọc đỏ, sọc xanh với lại sọc cam nha, với lại sọc cam giùm em. Rồi 60k. Phạm Thanh Tòng lấy hồng ruốc hả? Vậy em còn hồng phấn nè, chị nào lấy hồng phấn chú hồng phấn giùm em đi. Ai lấy hồng phấn chú hồng phấn. Em đọc màu ruốc mà chị comment hồng. Comment đúng chứ em chốt sai em có xả nữa đâu á. Rồi lấy hồng phấn chú hồng phấn giùm em. Sọc đỏ chứ y chang. Trời trả lời mấy lần rồi bé heo ơi. Chị nói ráng nữa mai mốt là có hàng nha. Bây giờ chị hết phong ngắn rồi. Hết phong ngắn rồi nha. Khổ lắm. Đây bộ ngủ nè. Cái này là hàng satin nha mấy chị ơi. Bao chấp cho mấy chị luôn, về kiểm tra hàng rồi nhận. Chấp hơi bị phê luôn. Hàng bán shop chuẩn xịn luôn á. Đó, tem mát đầy đủ nha. Hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lấy gì chốt vậy em, 45k nha mấy chị. Bộ ngủ 45 hàng satin giùm em. 45k màu màu riêu nè. Ai lấy riêu chốt riêu 45. Màu vàng, màu vàng nè, màu hồng, màu nu nha, màu nu nè, màu đỏ với lại màu xám. Màu xám nè, 45k. Xanh 45 cho Suri nè. Hàng satin nha mấy chị, chắc phê luôn. Suri 45. Rồi màu đỏ, màu nâu. Bộ riêu nâu cho anh Tiết nè. Rồi còn đỏ, vàng, xám. Hết nâu rồi. Màu đỏ, màu vàng, màu xám nha. Đỏ, vàng, xám giùm em rồi qua mẫu. Qua mẫu giùm em rồi. Bộ thể thao nè. Bộ ngố em mặc nha mấy chị ơi. Bộ ngố em mặc 60k. Em có màu nâu với lại màu nâu tay. Hết riêu rồi. Hết nâu rồi. Hết riêu, hết nâu nha mấy chị ơi. Hết riêu, hết nâu. Em còn xám vàng đỏ. Còn xám vàng đỏ nha. Hết nâu, hết hết nâu, hết riêu rồi. Rồi ngố em mặc nè. Ngố nha mấy chị ơi. Bộ ngố nha. Phơm dưới 60kg mặc vừa. 60k một bộ giùm em. Màu nu, màu nu với lại màu nâu tay nha. Nu với nâu tay giùm em. Rồi lấy màu nào chốt màu đó giùm em. Nu với lại nâu tay. Đó, ai lấy nu chốt nu. Nu với nâu tay giùm em. Quần này đẹp lắm. Nguyễn Thảo lấy xám ok tình yêu nè. Nguyễn Thảo 45. Và ai lấy bộ mặt chốt bộ mặt. Màu đỏ nè, ai lấy đỏ hả? Mai lấy làm chợp luôn á. Hết xám rồi chị. Hết
có xám rồi. Đỏ nè, ở sau nó có tăng đưa giùm em nha. Đó, ai lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ tươi quá hả? Quần là chạy viền luôn giùm em, bao xịn sò. Đỏ với vàng nha, còn đỏ với vàng thôi. Ok Út. Bộ mặt hai màu. Qua lấy ngố mặt, chốt ngố mặt giùm em 60k nha. Ngố mặt 60 phơm với 60kg mặt vừa. Phạm Thanh Tòng lấy đỏ, ok tình yêu nè. Còn một bộ vàng nha, còn một bộ vàng, ai lấy vàng chốt vàng giùm em 45k vàng. Vàng 45k giùm em. Ai lấy vàng chốt vàng. Bộ thể thao Burberry. Bộ đồ thể thao Burberry giùm em. Đó, rồi bán cho mấy chị 45k luôn. Tối nay thôi nha. 42kg bộ. Bộ ngố mặc vừa không? Dạ vừa. Vừa mà. Chị mặc thì thành áo phông rộng, em 49kg á. Em 49kg nè, mặc nó rộng rãi nè. Rồi chị nào lấy bộ Burberry hàng thiêu nè, 45k luôn. Chị nào lấy chốt giùm em nha, em có màu đen, màu nu và trắng. Đen nu trắng 45k. Phơm này dưới á 57, 58kg mặc vừa nha. Có áo lẻ nha chị Quy Nguyễn. Rồi màu đen, màu nu, màu trắng 45k, đen nu trắng. Rồi lấy thì chốt vậy em, bộ đùi Burberry 45. Đùi Burberry 45k. Trời em không biết là em bỏ bộ lam ở đâu luôn á. Giờ không có like cho mấy chị được. Ghét ghê. Một đen một nu Burberry cho Út rồi ok nha. Quần nè, quần cái quần này chị, cái quần em đang mặc nè, lưng cao, lưng cao nha. Đó, quần ngố như em đang mặc nè. Một đen một nu cho Út. Em sale bằng la, em bằng sale bằng giá sỉ á, bán cho mấy chị bằng giá sỉ rồi đó. Đen cho Ngọc Phan. Rồi ai lấy trắng thì chốt trắng nha. Ngọc Phan nè. Đây nu Burberry nè. Màu nâu quá chứ không phải màu nâu nha. Màu nâu nè. Ai lấy nâu chốt nâu. Nâu trắng đen. Nâu trắng đen hàng thiêu nha mấy chị ơi. Nâu trắng đen giùm em. Rồi lấy nâu chốt nâu nha. Nâu trắng đen. Ai lấy nâu chốt nâu nè. Đây màu trắng đây. Ai lấy trắng chốt trắng. Màu trắng nha mấy chị ơi, ai lấy trắng chốt trắng giùm em. Nu trắng đen 45k một bộ. Cho bộ màu trắng đúng không? Ok Mai Anh nè. Mai Anh trắng. Ngọc Phan nu. Là sao chị Mai Anh lấy màu gì vậy? Chị lấy màu trắng hay màu nu?
Tóm lại lấy màu gì chị? Rồi ok nu nè. Mai Anh. Đang like đi. Mai Anh nè, chồng hốt bỏ vô giùm đi. Chồng. Ok Mai Anh nha. Hốt cái này nè. Rồi bộ này ai lấy chốt giùm em, thiết kế nha mấy chị ơi. Hàng thiết kế, cái này thiêu trên cái cổ luôn giùm em. Rồi em còn một bộ thôi nha, hàng Quảng Châu. Con này dưới 50kg mặc vừa nha. Đó, ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em 90. Đỏ 90 luôn giùm em, còn một bộ duy nhất nè. Phía sau áo có dây kéo nha mấy chị. Đỏ 90 giùm em, hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu giùm em. Rồi ai lấy đỏ chốt đỏ. Còn một set à. Đỏ 90k, ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Đỏ 90. Thu Ngân lấy đỏ. Cắm mài lên giùm em đi mọi người ơi. Rồi áo phong nè. Phong dưới 60kg mặc vừa nha. Áo phong giùm em nè. Siêu đẹp luôn. Rồi bán cho mấy chị 35k luôn. Chị nào lấy chốt giùm em đỏ. Đỏ đen trắng 35. Đỏ đen trắng 35k. Còn mấy cái nữa hết rồi. Đỏ đen trắng 35 giùm em nha. Đỏ đen trắng. Ai lấy áo chốt áo. Bộ em mặc 60. Có xếp kiểu nha. Hết bộ 90 rồi Kiều Thảo ơi. Rồi lấy áo phong chứ phong, phơm với 60kg mặc vừa. Nam nữ mặc được luôn giùm em nha. 35k luôn, ai lấy chốt. Áo đang rất là hot luôn đó chị. 35 nè. Ai lấy áo chốt áo. Đỏ đen cho chị Nguyên Nguyễn. Nguyên Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha. Hot đen rồi. Hết đen nha mấy chị ơi. Còn đỏ trắng. Nguyễn Thảo nè. Đỏ trắng nè. Nguyễn Thảo. Hết đỏ rồi, còn hai trắng. Còn hai trắng nha. Lên xếp kiểu đi rồi. À chị Nguyên Nguyễn mua rồi hả? Em không nhớ. Sorry nè. Còn hai cái trắng nữa hết rồi nha. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em. Còn hai cái trắng. Ngày mai em đi hàng hết nha mấy chị ơi. Ngày mai đi hàng hết nha. Rồi đây, set quần ống rộng, set hoa quần ống rộng nha. Cái quần này có túi. Phía sau là dây kẹ lưng thun luôn giùm em nha. Quần ống rộng nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em, set hoa giùm em, áo rút giữa. Mặc bẹt vai cũng được, mặc lên cũng được, tùy mọi người nha. Rồi set này 90k luôn, chị nào lấy set 2, chốt set 2 90. Quần ống rộng nè, hàng bao đẹp luôn. Về cứ kiểm tra hàng rồi nhận giùm em nha. Rồi lấy set 2, chốt set 2. Set 2 90k giùm em. Chị nào lấy set 2, chốt set 2 giùm em. Rồi em lên pyjama. Pyjama hình. Đây pyjama này mấy chị. Hàng hàng phi mà có hình đó mấy chị. Rồi lấy set 2, chốt set 2 giùm em nha. Đây pyjama nè. Đẹp luôn. Chấm bài, chia sẻ bài lên giùm em. Rồi chia sẻ bài lên giùm em, bán giá cho mấy chị nè. Có set tơ kiến nha Thu Ngân. Dạ rồi, để em lên áo kiểu cho. Em lên cái pyjama sao lên áo kiểu cho. Đây đẹp lắm. Phơm này dưới 57-58 kg mặc vừa giùm em nha. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Áo túi ren luôn giùm em. Rồi chia sẻ bài lên giùm em, bán cho mấy chị giá 35k luôn. Quá đẹp luôn. Chất mềm lắm nha. Chất mềm lắm mấy chị ơi. Rồi ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em nè. Màu đỏ nè. Dâu xanh nè. Sọc xanh đi. Sọc xanh nè. Lá xanh nè. Cái này màu đỏ đô nha. Cái này màu đỏ đô giùm em. Rồi màu đỏ tươi nè. Màu hồng sen. Màu hồng sen nè.
Cái này sọc vàng. Sọc vàng giùm em, ai lấy sọc vàng chốt sọc vàng, 35k một bộ. Sọc hồng. Sọc hồng nè. Rồi ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha. Cái gì mà quá trời màu gì trời. Màu xanh đen nữa. Dạ vừa, Thu Nguyễn vừa nha. Rồi đây ai lấy chốt giùm em nha. Chất cực kỳ mềm luôn, 35k. Đỏ đô cho chị Hoàng Quỳnh nè. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em, 35. Sợ chặt ngực á hả? Cái hàng này thì nó em sợ chặt ngực á. Đây để em cái màu tùm lum hết thì chứ không biết đọc màu gì luôn á. Quá trời màu luôn, giờ không biết đọc sao luôn á. Màu vàng nè, sọc vàng đi, ai lấy sọc vàng chốt sọc vàng giùm em nha, 35k sọc vàng. Cái này mặc đi biển dễ thương nè mấy chị. Sọc vàng. Sọc vàng nha. Sọc hồng nè. Sọc vàng, sọc hồng. Quá trời màu luôn. Sọc xanh, chiếc lá nha mấy chị, em đang đọc mẫu lá. Á. 35k. Sọc xanh đen nè, xanh đen nè. Với lại sọc xanh nước biển nè, xanh nước biển giùm em nha. Trần Gia Hân lấy sọc hồng. Rồi 35k. Em đọc mẫu lá trước cho dễ. Có sơ mi. Rồi lấy pyjama, chốt pyjama giùm em, 35. 35, 35. Trần Gia Hân nè. 35. Rồi mẫu con cá voi. Cá heo nè mấy chị ơi. Cá heo giùm em nha, lấy cá heo chốt cá heo 35. Cá heo có 1 bộ à. Rồi em đọc mẫu dâu nha. Mẫu trái dâu nè. Mẫu trái dâu chị... Loại rộng hơn hả? Rồi đợi em xíu nha. Rồi ai lấy chốt giùm em trái dâu sọc vàng. Sọc xanh. Dâu sọc vàng, sọc xanh với lại sọc đỏ. Ai lấy dâu chốt dâu. Dâu có 3 màu nha. Dâu sọc xanh, sọc vàng với lại sọc đỏ nha. 3 màu. Rồi màu thỏ màu đỏ đô nè. Thỏ màu hồng nè. Thỏ màu đỏ tươi nè. Đó có mấy màu đó đó mấy chị. Rồi hết rồi đó. Đọc thầy ơi, mấy chị ghi thêm màu em đọc nha. Chứ không thôi là bó tay không biết chốt sao luôn á. Rồi 35k. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em, 35. Lai xíu nữa là quán gà luôn á. 35, 35 nha mấy chị ơi. Ai lấy 35 chốt 35 giùm em. 3 màu cho Hương Ngân. Bộ ở sau 60 nha. Rồi đầm bô rít nè. Ai lấy chốt hồng giùm em nha. Ai lấy hồng chốt hồng. Chốt bô rít xịn sò luôn, 60k giùm em. Có mút ngực nha, cái này có mút ngực giùm em nè. Ở đây có bo giùm em nha. Rồi ai lấy hồng chốt hồng giùm em, 60. Phép tô kiến đây. Phép tô kiến nè. Phép tô kiến một. Ủa sao xả ra rồi. Xét tơ kiến nha, màu nu nè. Màu hồng. Màu trắng, 110. 110 giùm em nha. Rồi chị nào lấy xét chốt xét 110 giùm em. Chưa nha Lý Lắc ơi. Rồi màu trắng nè. Quần có túi nha mấy chị ơi. Trắng, hồng, nu. 110 giùm em. Trắng, hồng, nu. Rồi lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha. Ai... Đây giờ lên áo lẻ. Ai lấy chốt nha mấy chị ơi.
sinh luôn. Cột cái nơ nè, ba lỗ nè, áo chéo nè mấy chị. Về mấy chị thắt cái nơ cho nó xinh nha. Rồi áo này 40k luôn, chị nào lấy vàng chốt vàng 40 nè. Về cột cái nơ lại giùm em, màu vàng 40. Vàng đen trắng. Vàng đen trắng 40k. Vàng đen trắng 40 nha. Hằng lam cái gì chị ơi? Xếp dưới 57 58 kg mặc vừa. Rồi áo này dưới 55 kg mặc vừa giùm em. Bộ ngủ dây, áo dây, bộ ngủ von đó hả? Xếp lấy màu gì? Xếp form dưới 57 58 kg mặc vừa, xếp xếp quận 6 16k, nặng thì 22k nha. Có lên thể thao nữa em. Rồi ai lấy áo chốt áo. Ai lấy áo chốt áo giùm em nè. Bộ thể thao hả? Burberry được không? Burberry Ngọc Phan lấy chưa ta? Burberry quần dài em lấy chưa? Áo lụa ba màu cho Út nè. Lụa ba màu. Ai lấy nửa chốt giùm em bộ dâu sau lưng giá nhiêu? 95k nha chị Mai Lâm ơi. 95. Út. 40kg vừa. 40kg tới 57-58kg là ok nha. Bộ mặt là set nha. Bộ ngố em mặc 60. Ngố mặc 60k giùm em. Rồi bộ này giùm em. Cái này bộ trơn nha mấy chị ơi. Bộ trơn nè. Đó. Form dưới 60kg mặc vừa giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh 80k giùm em. Xanh 80 nha mấy chị. Đẹp lắm. Xanh 80 giùm em, còn hai bộ nữa hết rồi. Xanh 80. À là chưa lấy quần dài đúng không? Rồi để lên quần dài cho. Rồi ai lấy chốt giùm em. Ủa Ngọc Phan lấy sỉ không ta? Cho ai lấy chốt vậy em, bộ xanh nha. 80 em còn hai bộ à mấy chị. Còn hai bộ nữa hết. Rồi bộ Burberry nè. Burberry quần dài. Sáng bán nhiêu em quên rồi ta. Burberry quần dài giùm em nha, 75k giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em, trắng đen hai màu. Quần dài, quần chín tấc á mấy chị. Quần dài giùm em nè. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Bộ dài. Sập Burberry bộ dài nè. 75. Ai lấy chốt giùm em trắng đen hai màu. Trắng đen hai màu giùm em nha mấy chị. Dạ vừa nha Tú Huyên, vừa nha. Chị Hằng Lan một set nu. Ok chị nha. Rồi hết nu luôn nha mấy chị. Trời cái quần nó tuột dưới đây. Hiền Chi em kêu ủa, cái quần nó mất tiêu. Một trăm mốt nè. Rồi ai lấy set tơ kiến chốt giùm em nha. Set tơ kiến 100 mốt thôi nè. Chị Hằng Lam. Set này bao đẹp cho mấy chị luôn, thề luôn á. Bộ em mặc hả? Có màu nu với màu nâu. Màu nu nè, ai lấy màu nâu? Em mặc là màu nâu nha. Với lại màu nu 60k. Nu nâu 60 giùm em. Nu với lại nâu 60k giùm em nè. Rồi lấy bộ mặt, chốt bộ mặt giùm em 60. Trời ơi khổ. Em thề là em không biết là em chắc cái đồ lam ở đâu, nãy giờ đang bực mình nè. Không biết chắc ở đâu luôn rồi. Em không biết em chắc bộ lam ở đâu nữa. 9 giờ trưa nghỉ thôi con. Tú Quyên lấy bộ mặt. Ok Tú Quyên nè.
đầm hoa nè, chị nào lấy đầm hoa không nè, dây kéo phía sau giùm em nha. Đầm hoa ai lấy đỏ chốt đỏ, 85k đỏ. Đầm hoa màu đỏ nè, ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em, 85. Đỏ đen xanh, đỏ đen xanh em còn 3 màu. Đỏ đen xanh giùm em. Rồi bộ này em còn một bộ duy nhất luôn nè. Bộ thể thao, quần dài màu đen nha mấy chị. Búp super, super mi nè. Ai lấy chốt giùm em nha, đen. Ai lấy đen chốt đen giùm em, 80. Đen 80 giùm em nha. Ai lấy đen chốt đen 80. Form dưới 60kg mặc vừa. Còn một bộ màu đen 80k giùm em. Ai lấy đen chốt đen 80. Đen 80 giùm em nha. Đen đen đen. Đây ngủ đơn giản cho chị nào thích đơn giản à. Không quá sexy. Cắm mài lên giùm em đi mọi người. Bộ này là không quá sexy nha. Rồi bộ này 35k giùm em nè. Đơn giản. Đen còn có một bộ à. Rồi ai lấy chốt giùm em nè, hồng sen. Hồng sen giùm em nha. Cái quần rất là cưng luôn, 35k hồng sen. Hồng sen nè, màu riêu, màu xanh, màu đen với lại màu tím nha, 35k một bộ. Ai lấy màu nào lên màu đó giùm em, 35. 35 nha mọi người ơi. 35 35. Áo phong lan nè. Rồi ai lấy bộ 35 lên màu giùm em nha. Màu hồng sen, màu riêu, màu xanh coban, màu đen với lại màu tím nha. Đinh thị kim thùy nè. Ba lăm. Rồi màu hồng sen, màu riêu, màu riêu, màu xanh coban với lại màu tím nha mấy chị. Rồi lấy màu nào lên màu đỏ giùm em, 35k có riêng. Màu tím cho Mỹ Mỹ nè. 60kg cao mét nhiêu vậy chị ơi? Mỹ Mỹ tím. Lên số điện thoại giùm em nha Mỹ Mỹ ơi. Mỹ Mỹ 35 nè. Rồi áo thun loan giùm em. Áo thun loan form dưới 60kg mặc vừa nha mấy chị ơi. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em. Form dưới 60kg mặc vừa màu hồng nè. Mở em coi với chị, mở gì em? Màu hồng, màu tím, màu vàng, màu xanh nha. Dạ không vừa đâu nha chị Kim Thùy ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Màu hồng nè. Áo dưới 60kg mặc vừa giùm em. Áo dưới 60kg mặc vừa giùm em nha. Màu hồng, màu tím, màu vàng, màu xanh. Còn 4 cái nữa hết rồi. Ai lấy thì chốt giùm em nha. 35k luôn. 35k nha. Có đầm nha. Coi lại màu bộ hả? Đây màu bộ nè. Đói bụng rồi mọi người ơi. Em đói bụng rồi. Đây bộ nè, ở phối ren như vậy nha. Đơn giản nè. Ở sau nó có bo thun nha mấy chị. Ở sau có bo thun giùm em. Rồi lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Xanh coban. Xanh coban 35k nè. Màu hồng, màu riêu với lại màu đen nha. Với lại màu đen giùm em. Rồi ai lấy chốt bộ 35. Bộ 35 giùm em. Suri lấy áo hồng đúng không? Hết áo hồng rồi. Xanh với lại đen cho bé heo. Thùy Trang xanh riêu nè. Hết đen rồi. Hết rồi nha mấy chị ơi. Còn màu hồng. Còn hồng này chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em đi. Áo em còn màu tím. Áo còn màu tím, màu vàng với lại màu xanh nha. Đó lấy màu khác giùm chị nha Trang ơi.
Còn một bộ màu hồng, ai lấy hồng chốt hồng. Đây váy đúng không? Von đúng không chị? Vải von đúng không? Cái này kèm quần bên trong cho mấy chị luôn nha. Đồ ngủ đó 55kg vừa nha chị Mai Lâm ơi. Cái này ở phía sau nó có tăng đưa giùm em, về mọi người tăng đưa giùm em nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em tím nè. Màu tím nha, form này dưới 60kg mặc vừa, nó có xẻ tà như vậy nha mấy chị. Đó, màu tím, màu đỏ, màu xanh rêu. Tím đỏ xanh rêu giùm em nha. Còn mấy bộ này nữa hết rồi. Tím đỏ xanh rêu kèm quần nha mấy chị ơi. Kèm quần. Đầm này kèm quần là quá đỉnh rồi đó. 45k giùm em nha. Kèm quần ở đâu? Kèm quần nó bán rất là mắc luôn. 60-70 đó mấy chị. Rồi em bán chị 45k thôi. Ai lấy thì chốt giùm em. Lên khác kiểu hả? Rồi lấy chốt giùm em nha. 45. Đầm, đầm ngủ 45 giùm em. Tố Quyên lấy đỏ nè. Ok Tố Quyên. Tố Quyên nè. Xanh cho chút chút. Rồi em còn màu tím nha. Còn tím ai lấy tím rồi chút tím giùm em. Ai lấy tím chút tím. Bộ vịt nè, ai lấy bộ vịt không? Đây đầm baby doll nè. Mai vô em gửi rồi nha. Đầm baby doll nè mấy chị ơi. Em còn màu hồng với lại màu đen nha. Còn hồng với đen giùm em 95k giùm em nha. Hơi bị đẹp luôn. Hàng 2 lớp nha mấy chị ơi. Hàng 2 lớp giùm em. Form này dưới 57-58kg mặc vừa. Rồi màu hồng với lại màu đen giùm em nha. Màu ví bon chen được luôn. 95. Còn nha chị Tố Quyên. Rồi lấy đầm, chốt đầm giùm em. 95 giùm em nha. Màu hồng với màu đen 95k. Hồng với đen 95. Rồi bộ đùi vịt này em còn 2 bộ bán cho mấy chị 45k luôn nè. Còn 2 bộ 45 giùm em. Đùi vịt nha. Đùi vịt 45 giùm em. Màu tím với lại màu vàng. Tím với lại vàng 45k giùm em nha mấy chị yêu. Form này dưới 57-58kg mặc vừa. Màu tím với lại màu vàng. Còn 2 bộ nữa hết rồi nè. Tím với vàng 45k tím vàng. Tím vàng 45 nha. Tố Quyên lấy tím. Vàng cho chị Hoàng Quỳnh nè. Mọi người vô, nhớ vô inbox địa chỉ giùm em với nha mọi người ơi. Rồi đây cái này hơi bị đẹp luôn nè. Rồi hết rồi nha, hết rồi. Hết rồi nha mọi người ơi. Hết rồi, hết rồi. Đây đầm kèm áo khoác. Đầm kèm áo khoác giùm em. Xuất sắc luôn. Cái này đẹp và hết đùi vịt rồi tình yêu ơi. Đầm kèm áo khoác giùm em nha. Đầm xòe nè. Đẹp lắm. Mặc lên phơm rất là đẹp luôn á mấy chị. Cái này mua không mặc áo khoác không cũng được nữa. Xinh xỉu luôn. Rồi cái này 80k thôi nha mấy chị. Hai món, set hai món giùm em. Gồm một đầm và một áo khoác giùm em nha. Rồi ai lấy xanh đen chốt xanh đen 85. An Giang hả? 1 tới 2 ngày là có hàng rồi. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Màu xanh đen. Màu xanh đen, màu nâu nè. Xanh đen nâu, ok chị Hằng Lam nha. Xanh đen nâu với lại xanh riêu nha mấy chị ơi. Với lại xanh riêu giùm em 80. Cái này dưới 55kg mặc vừa. Dưới 55kg mặc vừa giùm em, đẹp lắm. Ngày mai em treo lên cho mấy chị coi. Hơi bị đỉnh luôn, em còn 3 set nữa hết rồi. Giấu mấy bữa nay luôn á. Thề mọi người hàng này không có bán.
đẹp lắm, kèm một cái áo khoác riêng cho mọi người nữa nha, đầm xè như vậy nè, đó, mặc với lại áo khoác là hơi bị đỉnh luôn á. Chị cao mét bao nhiêu mọi người, ăn thua với chiều cao nữa nha. Đó, ai lấy thì chốt cho em kèm cái áo khoác màu xanh riêu nè. Cái gì chị Hô Nguyên, cái gì gái gì, cái gì á chị, đây lên xét nè, dùm nha, dùm hàng ăn đông giùm em. Còn một cái, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 70. Phía sau có dây kéo giùm em mút ngực dày dặn, dùm nha mấy chị ơi, 1m66 Tú Nguyên vừa nha. Rồi ai lấy dùm chốt dùm, dùm nha mấy chị ơi, dùm hồng giùm em nha, dùm hồng giùm em nè, 70k dùm hồng. Phía sau có dây kéo form này dưới 52-53kg mặc vừa, hàng thiết kế cho nên form nó cho mấy chị hết vô thôi. Rồi lấy dùm hồng, chốt dùm hồng giùm em nha, dùm hồng 70, dùm hồng 70 giùm em nha. Ai lấy dùm hồng chốt dùm hồng. Lê Thị Thị Trang lấy dùm nè. Rồi hết nha mấy chị ơi, con cái à. Bộ búp bò rì được không chị? Bộ búp bò rì nè, 45k. Trắng nè, ai lấy trắng chốt trắng, trắng nu đen. Trắng nu đen nha, 45k bộ đùi búp bò rì. Trắng nu đen 45. Em hết rồi đó, còn bộ này nữa là hết rồi mấy chị. Trắng nu đen 45 nha. Ai lấy thì chốt giùm em. Rồi xét. Đây xét đẹp nha. Xét vest nè. Bên trong có quần giùm em phía sau. Ok Tố Quyên. Lấy bộ búp bê rì màu trắng hả chị Tố Quyên ơi. Đồ bộ sau 60. Rồi chị nào lấy xét này chốt giùm em nha. Xét này xem mấy chị 85 luôn, màu đen nè, 85k, xét đen 85. Xét đen 85. Hồi Tết em không có bán á, nhưng mà cái này hàng bơm mới còn lại mấy chị. Rồi lấy đen chốt đen. Xét Burberry màu trắng cho Tố Quyên nè. Ai lấy Burberry nữa chốt Burberry 45k. Nâu cho chị Mai Dương. Nu quá nha chị. Mai Dương nu. Rồi đợi xíu cho coi nha. Thì Mai Dương 45 nè. Còn mẫu đồ ngủ nha Mai Lâm ơi, vest đen cho Thu Ngân nè. Đẹp lắm, vải hơi bị đẹp luôn mọi người. Em ở thành phố Hồ Chí Minh quận 12 nha. Thu Ngân hôm nay lấy hàng giùm chị nha Thu Ngân ơi. 95 nè. Chị 60kg nhưng mà chị chiều cao của chị là mặc đồ bên em vừa hết. Rồi đây bộ này, ai lấy thì chốt giùm em lụa hàng nha mấy chị ơi. Màu vàng với lại màu hồng nha, 60k một bộ. 60k một bộ giùm em. Rồi tay dài nè, ai lấy cam chốt cam 60. Cam 60 giùm em nha, ai lấy cam chốt cam. Cam 60k giùm em. Áo giấy vạt màu nè. Áo giấy vạt màu em còn màu hồng, màu trắng, màu đen. 39k giùm em, form dưới 60kg mặc vừa giùm em nha. Cái này mặc với lại quần ngố cưng lắm mấy chị. Màu hồng, màu trắng, màu đen. Còn ba cái này 39k. Hồng trắng đen nha mấy chị ơi, hồng trắng đen 39. Hồng trắng đen giùm em. Đây giờ lên set nè. Xem bộ dâu ở sau, bộ dâu ở sau 95k nha. Đuổi xốp quần có túi giùm em nha. Bộ dâu màu vàng nè, màu xanh với lại màu nu nha, vàng xanh nu 95k giùm em. Vàng xanh nu nha mấy chị. Vàng xanh nu giùm em 95k. Quần ở dưới là quần nè. Quần như vậy nha. Vàng xanh nu 95. Ôi set nơ màu trắng nè, ai lấy set nơ chốt set nơ nè. Phía sau áo có dây kéo giùm em nha.
set nơ giùm em. Hiếm lắm mới có cái này hết sạch rồi mấy chị ơi. Set nơ form dưới 55kg mặc vừa. Ai lấy set nơ chốt set nơ giùm em nha. 90k set nơ. Quần có túi giùm em nha mọi người. Mọi người thấy không? Set nơ nha. Rồi ai lấy set nơ chốt set nơ giùm em. Set nơ nha mấy chị ơi, form dưới 55kg mặc vừa giùm em. 90k nè. Áo trắng 39. Đây áo trắng này, chị nào lấy áo trắng cho áo trắng giùm em. Áo trắng 39k giùm em nha, trắng đen hồng. Trắng đen hồng vạt bầu nha, trắng đen hồng 39. Trắng đen hồng 39k. Ai lấy set nơ chốt set nơ giùm em nha. Chấm mài lên giùm em đi mọi người ơi. Có ai lấy quần ống rộng không nè? Quần ống rộng còn 3 cái 50k. Form dưới 60kg mặc vừa nha mấy chị. Ai lấy quần ống rộng chốt quần ống rộng giùm em. Đẹp lắm. Form dài màu hồng nha, 50. Form dưới 60kg mặc vừa. Ai lấy quần ống rộng chốt quần ống rộng 50k. Ống rộng 50 giùm em. Đầm Quảng Châu, đúng rồi, đầm hàng Quảng Châu này chắc đẹp luôn, chắc bán sớm nha mấy chị ơi. Đầm nơ. Phía sau có dây kéo giùm em. Rồi 100k luôn, chị nào lấy đen chốt đen 100k giùm em. Có tăng đưa, quên, có bao thun nha mấy chị. Form này dưới 52 53 kg mặc vừa. Đầm nơ. Ai lấy đầm nơ chốt đầm nơ đen nha, 100k giùm em. Nguyễn Nguyệt Ánh, quần ống rộng ok chị nè. Áo đen cho Tố Nguyên. Áo hồng Tố Nguyên nè. 39k. Ok Út nha. Quần ống rộng em còn màu hồng thôi nha. Hết rồi, hết quần ống rộng rồi. Quần caro nè, ai lấy quần caro chốt quần caro giùm em. Lưng thun nha mấy chị ơi, quần có túi. Lưng thun giùm em. Rồi ai lấy caro chốt caro 45k giùm em. Caro 45. Caro 45 giùm em nha. Ai lấy caro chốt caro. Vừa nha chị Hằng Lan ơi, bộ dâu vừa. Rồi set này. Set nha mấy chị ơi, 80k giùm em, ai lấy chốt set nu. Set nu 80. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Set nu 80 giùm em nha, ai lấy set nu chốt set nu giùm em. Riêng. Đó. Set nu. Chị Thùy Trang lấy caro nè. Set nu cho Hung Ngân. Chị Thùy Trang lấy caro. Tố Nguyên lấy set nu nè. Từ đợi em xíu nha. Còn quần caro nữa nè. Tố Nguyên có set nu nha. Rồi quần caro nè. Tố Nguyên có set nu luôn rồi. Rồi ai lấy quần caro chốt quần caro luôn giùm em. Quần có túi nha mấy chị ơi. Các em còn 3 cái. Màu đẹp lắm mấy chị ơi, 45k. Lưng thun nha. Form dưới 57, 58 kg mặc ok luôn. Gài nút nè, dây kéo luôn giùm em. Hơi bị đẹp luôn á. 45k caro. Chị nào lấy caro chốt caro 45. Dạ vừa. Rồi ai lấy caro chốt caro nha. Còn 3 cái nè. Caro 45.
Ai lấy caro chốt caro giùm em. Rồi set vest giùm em nè. Chân váy nha. Set vest chân váy, cái này bên trong có quần giùm em. Dây kéo bên hông luôn giùm em nha mấy chị. Rồi lấy set vest, chốt set vest. 99k set vest. Set vest 99k nha, vest váy nha mấy chị ơi, vest váy giùm em 99k. Ai lấy set vest, chốt set vest giùm em. Set vest nha mấy chị ơi. 1m55 nha em, màu xanh. Đã gì ta? À bộ trái dâu á hả? Rồi ok chị Hằng Lam. Dâu xanh. Màu hồng lúc chưa like hả? Mẫu nào ta? Bộ tiểu thư mà ở đây nó có bèo bèo đúng không? Đây bộ này đúng không? Tiểu thư 95k giùm em nè. Rồi chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Quần caro vừa nha chị Tố Quyên ơi. Rồi chị nào lấy hồng chốt hồng phơm này dưới 60kg mặc quần có túi nha mấy chị ơi. Quần có túi giùm em. Màu hồng. Màu vàng nè. Hồng vàng nha mấy chị ơi. Hồng vàng cam. Hồng vàng cam giùm em, ai lấy bộ chốt bộ hồng vàng cam nha. Bộ này cưng xỉu luôn á. Hồng vàng cam giùm em 95k. Hồng vàng cam giùm em. Set thiết kế họ có nha chị. Rồi hồng vàng cam chị nào lấy thì chốt giùm em nha. 95k. Bộ tiểu thư 95. Tiểu thư 95 giùm em nè. Ai lấy tiểu thư chốt tiểu thư giùm em nha. Đồ bộ cái quần nó như vậy nha mấy chị ơi. Cái quần nó như vậy nha. Rồi đây ai lấy chốt giùm em nè. Xét xét hàng Quảng Châu giùm em 125k luôn giùm em nè. Mút ngực dày dặn. Cái này em bán bằng giá sỉ luôn rồi mấy chị. Tăng đô luôn giùm em nha. Phía sau nó có dây kéo nha mấy chị. À cái quần mặt ngắn đúng không hả? Chị Ngô Thảo mặt ngắn á. Rồi ai lấy trắng chốt trắng, xét trắng nè. Xét quần trắng với lại xét trắng quần xanh nha. Xét trắng quần trắng nè. Với lại xét trắng quần xanh nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy màu nào thì chốt màu đó giùm em. Nhi Nhi lấy hồng. Nhi Nhi nào đây ta. Nhi Nhi lên số điện thoại giùm em nha. Nhi Nhi 95. Bộ caro nè mấy chị, bộ đùi caro giùm em. Ai lấy đùi chốt đùi giùm em nha, đùi caro. Bộ đùi caro nè, phơi này dưới á 57-58kg mặc vừa. Rồi ai lấy xanh chốt xanh. Xanh đỏ đen. Xanh đỏ đen giùm em nha. Xanh đỏ đen 37k, xanh đỏ đen 37 37k giùm em nha. Ngắn nha chị Ngô Thảo ơi. Rồi xanh đỏ đen, ai lấy xanh chốt xanh. Xanh đỏ đen 37k một bộ. Chiếu 57-58 kiếm mắt vừa giùm em nè. Rồi lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha.
xanh, đỏ, đen. Thu Anh lấy xanh. Thu Nguyễn lấy đỏ nè. Rồi ai lấy màu nào nữa lên màu đó giùm em luôn. 37. Thu Nguyễn lấy xanh nữa hả? Hết rồi. Chị ơi, hết caro rồi nha. Còn đen. Còn đen với đỏ nha. Thu Nguyễn đỏ chút rồi. Hết xanh rồi. Còn đen đỏ. Còn đen đỏ nha mấy chị ơi, còn đen đỏ nha. Còn đen đỏ em hết rồi. Còn hai màu này. À đây, trời ơi còn nè. Đây 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 đây. Còn màu vàng. Màu hồng nữa nè. Còn vàng với hồng nữa, lấy màu khác giùm em đi. Đỏ chị Thu Nguyễn em lấy rồi nha. Còn vàng với hồng nữa. Còn vàng với hồng nữa nha. Hết xanh. Trời, bộ hoa nè. Quần ống rộng giùm em nha. Bộ hai quần ống rộng, mặc bệt vai cũng được, mặc lên cũng được, tùy mọi người nha. Form này dưới 55kg mặc vừa. Ai lấy hoa xanh chốt hoa xanh giùm em 39k. Em còn một bộ nên sale á, 39k giùm em nha. Chưa rồi nha Út ơi. Chị Thu Nguyễn lấy hồng nè. Hồng 37. Ai lấy bộ 2 chốt bộ 2 giùm em 37k. Còn một bộ duy nhất. Hoa 37. Đùi Barbidol nè. Ủa, bộ đùi thể thao nha mấy chị ơi. Em còn một bộ nè. Đùi thể thao dễ thương lắm, tay dài. Hoa xanh cho chị Thu Nguyễn nè. Còn maxi dài nha em. Nè, cái này còn một bộ dễ thương lắm, tay dài giùm em nha. Cái này tay dài giùm em nha mấy chị ơi. 50k một bộ. 50, ai lấy hồng chốt hồng 50 giùm em nha. Hồng 50 nè. Chị Thu Nguyễn hoa xanh. Pyjama quần lửng có nha. Hồng 50 cho Thu Ngân nè. Đợi em xíu em coi thử có không nha. Rồi ai lấy cái này chốt vậy em. Rồi bộ này 50k luôn giùm em. Chị nào lấy hoạt hình chốt hoạt hình giùm em đi. Mã 1 đi, ai lấy mã 1 chốt mã 1 50 nha. Mã 1 50, ai lấy mã 1 chốt mã 1 50k này. Còn một bộ. Mã 1 50. Tay maxi nè. Vừa nha chị Thu Nguyễn ơi. Ở cái áo nó có bao thun á. Maxi nè, 39k vải rất là đẹp luôn, lộ hàng nha. Ai lấy maxi chốt maxi nè. Hoa xanh với lại hoa hồng. Form này dưới 60kg mặc vừa luôn giùm em. Bầu bấy bon chen được luôn. Đó, mặc đi biển tha hồ, đẹp lắm. Dài nha. Rồi ai lấy maxi chốt maxi 39k thôi nha mấy chị. Vải bao mát luôn. Màu xanh với lại màu hồng. Xanh hồng 39k. Ai lấy maxi chốt maxi giùm em 39k giùm em. Xanh với hồng.
Đó, maxi xanh hồng giùm em nha. 39k giùm em nè. 3939. Chị Hằng Lam lấy xanh. Rồi màu hồng nữa, ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha, màu hồng. Chị Hằng Lam chốt rồi nha. Được, mấy chị kiểm giá hàng thoải mái. Cho ai lấy bộ sọc Burberry, chốt bộ sọc Burberry giùm em nè. Hàng thiên gấu. Đây, bộ này em còn một bộ nha, lấy đen chốt đen giùm em. Đen 50k còn một bộ duy nhất. Đen 50, lấy đen chốt đen 50. Đen 50 giùm em. Em ơi. Rồi áo dập ly giùm em nè. Áo dập ly giùm em nha. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. 55k. Em có màu nu với lại màu hồng 55, nu với hồng 55 còn hai cái à. Ship Bình Tân hả? Đơn nặng thì 22k, đơn nhẹ 16k giùm em. Đen cho Út. Rồi là áo dập ly, chỗ áo dập ly ở dưới nó có bo nha. Áo dập ly giùm em nè. 55k màu nu với lại màu hồng. Nu hồng 55 giùm em. Rồi áo này 50k giùm em, ai lấy trắng chốt trắng 50. Đây kiểu này mấy chị. Trắng 50k giùm em, ai lấy trắng chốt trắng. Nóng thùng này, đẹp lắm. Trắng 50 nha, đuổi shop nha mấy chị ơi. Đuổi shop. Rồi áo này em còn một cái nè. Hàng thiêu giùm em nha mấy chị. Xinh lắm luôn. Rồi xe cho mấy chị 60 luôn, em còn một cái duy nhất. Form này dưới 60kg mặc vừa, nam nữ mặc được luôn giùm em. 60k. 60k giùm em. Đen 60. Đen 60 giùm em nha. Áo cổ vuông còn cái này 35k, chắc bô rip. Ai lấy trắng chút trắng 35 nha. Chắc bô rip giùm em. Trắng 35. Cổ vuông nè. Ai lấy trắng chút trắng 35 giùm em. Trắng 35k. Ai lấy trắng chốt trắng. Đây pyjama lửng nè. Chấm bài lên giùm em đi mọi người. Pyjama lửng. KT Thái nè. Hôm này dưới 55kg thôi nha. 1m6 dưới 60kg mặc được. Đây cái túi nó phối ren luôn giùm em. Bộ lửng nha mấy chị. Pyjama lửng nha. 35k một bộ. Em có màu hồng nè. Chị inbox nhắn tin cho em nha. Nhắn địa chỉ qua cho em. Rồi màu hồng. Màu hồng sen nè. Màu hồng dâu. Gu xì đỏ. Gu xì đỏ nè. Màu xanh nước biển nè. Màu xanh ngọc nè. Con chó màu xanh ngọc. Màu xanh đen. Màu xanh đen 35k một bộ. Với lại màu đỏ.
màu đỏ, màu vàng 35k. Rồi ai lấy bộ lửng chốt bộ lửng giùm em nha, 35k giùm em. Pyjama lửng KT Thái. Pyjama ai lấy chốt lửng 35 nè, có sơ mi nha. Rồi ai lấy lửng chốt lửng 35k, lửng 35 giùm em. Pyjama lửng 35. Ờ không ai lấy gì nữa em ốp nha mấy chị ơi. Đuối rồi. Bye bye mọi người nha. Không ai lấy gì nữa em ốp nha. Rồi khách mới cho em bóc địa chỉ cho em. Mai em chốt đơn nha mấy chị ơi. Bye bye mọi người nè.